cùng từ Bộ Công an. Theo đó, các nghệ sĩ hoàn toàn trong sạch sau quá trình điều tra xác minh. Dù đã được minh oan, nhưng nhiều người vẫn chưa chấp nhận kết quả trên. Một số ít vẫn còn chỉ trích và mỉa mai những nghệ sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành trên mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng lại một phen xôn xao khi ca sĩ Duy Mạnh có bình luận thẳng thắn về Hoài Linh. Dòng bình luận của ca sĩ Duy Mạnh về Hoài Linh khi có được đặt câu hỏi về một vấn đề nhanh chóng nhận được sự quan tâm của netizen. Theo đó, khi có một người đặt câu hỏi liên quan đến một chủ đề trên mạng xã hội và gọi tên Hoài Linh vào trong sự bình luận, ca sĩ Duy Mạnh cũng thẳng thắn trả lời netizen trên. Nam ca sĩ còn nhắc tới nhà thơ tổ 100 tỷ của danh hài Hoài Linh. Đây không phải lần đầu tiên Duy Mạnh nhắc đến Hoài Linh với giọng văn châm biếm. Trước đó anh từng gây sốt với những phát ngôn thẳng thắn về vấn đề từ thiện của Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành. Theo đó, trong khi nhiều nghệ sĩ khác tôn sùng tổ nghiệp, thì Duy Mạnh lại không tin vào tổ nghiệp khi cho rằng vốn dĩ trong showbiz hay cụ thể là mảng ca nhạc đã có sự phân cấp về các xê, xoa bì và danh tiếng. Anh còn dùng nhiều từ khá nặng nề khi nhắc về tổ nghiệp, thậm chí còn cho rằng những người nhắc đến việc nghệ sĩ ăn cơm chung tổ nghiệp là đạo đức giả. Phát ngôn của Duy Mạnh thậm chí còn được mang ra so sánh với quan điểm của Minh Quân khi cùng nhắc tới tổ nghiệp. Cụ thể, ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vì không có dấu hiệu tội phạm, nam ca sĩ Minh Quân đã đăng bài chúc mừng. Là một ca sĩ nổi tiếng trong showbiz, Duy Mạnh không chỉ biết đến qua các bài hát mà anh còn thường xuyên trở thành chủ đề tranh cãi của mạng xã hội. Bởi là một ca sĩ có tính cách thẳng thắn, bộc trực, có gì nói đấy của showbiz Việt, nam ca sĩ thường xuyên nêu lên nhiều quan điểm cá nhân về những lùm xùm trong showbiz. Hé lộ tổng số tiền Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như vừa bị lừa tiền liên quan đến việc làm từ thiện. Quý vị thân mến, chiều ngày 1 tháng 3 vừa qua, cư dân mạng được phen xôn xao khi một người dùng mạng xã hội tố diễn viên Quách Ngọc Tuyền lừa đảo, kêu gọi từ thiện cho trường hợp không có thật. Sau đó, nhiều khán giả cũng lên tiếng xác nhận việc chuyển tiền giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn do Quách Ngọc Tuyền kêu gọi, thậm chí có người đã gửi số tiền lên đến 100 triệu đồng. Sau khi xác minh thông tin về hoàn cảnh được kêu gọi là không đúng sự thật, không ít Mạnh Thường Quân tá hỏa khi bị lừa tiền. Đáng nói, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm cũng được réo tên không ngừng khi là nạn nhân bị lừa mất tiền. Ngay khi ồn ào nổ ra, Quách Ngọc Tuyền đã lập tức lên tiếng nhận sai và gửi lời xin lỗi tới đồng nghiệp khán giả. Ngoài ra, anh cho biết sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để làm rõ trắng đen, sớm tìm ra thủ phạm, trả lại tiền cho Mạnh Thường Quân. Trước sự việc này, cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những khán giả bày tỏ sự cảm thông cho Quách Ngọc Tuyền, không ít người bức xúc cho rằng nam diễn viên nóng vội, thiếu trách nhiệm khi đứng ra kêu gọi ủng hộ từ thiện. Bên cạnh đó, dân tình còn đồng loạt thắc mắc về số tiền mà Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm đã bị lừa. Đến tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Mạnh Thường Quân LKT, người đã gửi 100 triệu đồng vào tài khoản từ thiện ảo, cho biết tường tận sự việc. Mình thấy anh Lê Dương Bảo Lâm là người ủng hộ cho bé 2 triệu đồng, nên mình muốn hỏi anh đã biết tình trạng bé chưa. Qua do mình liên hệ thuê bao suốt, mình tâm trạng lo cho bé và nhiều thứ, nhưng anh chưa phản hồi tin, mình có comment vào trang. Mình lại thấy chị Như là người ủng hộ 3 triệu đồng, nên mình càng tin tưởng hơn vì mình là fan. Mình có comment vì nghĩ chị cũng như mình. Ngoài ra, mình còn thấy rất nhiều Mạnh Thường Quân khác chuyển gửi, nên mình không còn nghi ngờ, cũng thêm hoàn cảnh của bé quá tội. Các bạn nhìn bài đăng sẽ hiểu, đừng vội trách hay mắng mình. Vì thế, mình mạnh tay chuyển ngay và không nghĩ ngợi gì, và dò số điện thoại của anh Tuyên cho mình và mình gọi thì có người xác nhận và cảm ơn mình. Qua chia sẻ trên, Mạnh Thường Quân này vô tình tiết lộ số tiền mà Lê Dương Bảo Lâm bị lừa là 2 triệu đồng và Khả Như là 3 triệu đồng. Có thể thấy, tổng số tiền mà các nghệ sĩ đã bị lừa vì làm từ thiện ảo do Quách Ngọc Tuyên kêu gọi tuy không lớn nhưng vẫn trở thành bài học đáng nhớ cho cả hai. Hiện tại, vụ việc kêu gọi từ thiện ảo của Quách Ngọc Tuyên vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và ai nấy đều hy vọng công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm để trả lại số tiền bị lừa cho các Mạnh Thường Quân. Do gì clip cũ của Phi Nhung lúc sinh thời, cố ca sĩ tiết lộ ước nguyện sau khi về già gây bất ngờ. Thưa quý vị, mới đây, cư dân mạng rầm rộ truyền tay nhau đoạn clip cũ ghi lại cảnh cố ca sĩ Phi Nhung. Ngay lập tức, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ai cũng thương nhớ Phi Nhung và không khỏi nghẹn ngào khi được chứng kiến những thước phim cũ về cố ca sĩ. Được biết, đây là đoạn clip ghi lại cảnh cố ca sĩ Phi Nhung vui vẻ lúc sinh thời, tiết lộ ước nguyện khi về già gây bất ngờ. Theo đó, đáng chú ý, trong đoạn video, cố ca sĩ Phi Nhung còn tiết lộ ước nguyện khi về già của mình. Theo đó, Phi Nhung nói, hôm nay Phi Nhung rất thoải mái luôn. Phi Nhung đi về chùa nhìn thấy rất nhiều cây cối. Đây là trái dưa nè, ổi nè, bắp nè. Nói chung là hết đủ hết các loại rau luôn. Phi Nhung về chùa trồng rau, mang về nhà hàng chay bán, nên là mọi người đừng có lo nha.
giờ cùng Nhung thưởng thức cảnh chùa nè, âm u nhưng mà nó dễ thương, xua tan hết căng thẳng luôn đó. Đây là mảnh đất chùa của Phi Nhung, để mai sau Phi Nhung về già không đi hát sẽ xây nhà ở đó đây. Có thể thấy ước nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung vô cùng giản đơn, cô chỉ muốn được sống một cuộc sống yên bình thanh tịnh. Ngày ngày Phi Nhung sẽ trồng rau, ngồi thiền và hoạt động cửa hàng chay thiện nguyện của mình. Một số bình luận của khán giả bên dưới video: ước mơ ở một miếng đất nhỏ như vậy nên thực hiện ước mơ nhỏ của Phi Nhung trở thành hiện thực đi. A Di Đà Phật, một ước mơ nho nhỏ mà chưa kịp thực hiện, mãi thương nhớ giọng ca của chị Phi Nhung. Theo dõi Phi Nhung có thể biết được cố ca sĩ là một người vô cùng hiền hậu và nhân từ. Cô có rất nhiều người con và luôn yêu thương các con hết lòng. Phi Nhung thường xuyên chăm lo cho các con, hay nhận nuôi các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nuôi ăn học và trưởng thành. Chẳng những vậy mà cố ca sĩ luôn được khán giả yêu quý vì tấm lòng nhân hậu và thường xuyên giúp đỡ người khác. Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung luôn là nỗi đau xót trong lòng gia đình người thân và người hâm mộ trên khắp cả nước. Cố ca sĩ ra đi để lại các con nuôi bơ vơ cùng Wendy thường xuyên khóc mỗi khi nhớ về mẹ. Ca sĩ Tuấn Hưng tay trong tay cùng vợ đi hiến máu cứu người. Là một trong những nghệ sĩ được yêu thích bậc nhất trong showbiz, ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không chỉ bởi tài năng, giọng hát mà tấm lòng của anh cũng rất được lòng fan. Mới đây vào trưa ngày 2 tháng 3, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã cùng vợ tham gia chương trình hiến máu Blue Trắng Trái Tim Hồng. Trong bối cảnh ngân hàng máu đang thiếu trầm trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 2 tháng 3 năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu Blue Trắng Trái Tim Hồng. Và giọng ca nằm lấy tay anh đã cùng vợ tham gia chương trình. Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ: một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Vợ chồng Hưng hôm nay hòa mình chung tinh thần với các nghệ sĩ và rất rất nhiều các bạn tình nguyện đã có mặt để hiến máu với lời kêu gọi của Viện Huyết học Trung ương. Cảm ơn bác sĩ Minh An đã tạo cho chúng tôi cơ hội được chia sẻ và cống hiến. Cảm thấy hân hoan vì làm được những điều tốt đẹp. Nam ca sĩ cũng gửi đi thông điệp đầy ý nghĩa đối với những người đủ điều kiện, hãy tham gia hiến máu để mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với nhiều người khác. Với thông điệp trao giọt máu hồng, ươm mầm sự sống, hưởng ứng tháng thanh niên, chương trình vận động đông đảo cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên tham gia hiến máu đã tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu nhằm lan tỏa yêu thương từ những người đang cần giọt máu quý giá để chữa bệnh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Tin Tức 24 giờ online. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.